Nhớ một điều này, ở cái Việt Nam mình nó rất hay theo đám ăn đòn và theo đó ăn tàn, việc ai người lên làm, rất hay có cái kiểu cạnh khóe, mặc dù không bằng người ta nhưng mà rất rất hay thích kiểu vào hùa với cả đám đông để cạnh khóe với cả để moi móc với cả để kiểu dỗi hơi, như thế nó không hay đâu anh em ạ. Cái việc của mình nhá, làm đã tốt chưa, nhìn vào làm đi, tiết kiệm mà, hay là làm giàu đi hơn người ta đi anh em ạ. À, chứ anh em lại cứ cạnh khóe là đục sàn mới thổi lên đấy. Nói thật mà anh em nhìn thấy dân tài chính nó giàu nhanh quá, nó giàu nhanh quá đấy anh em ạ. Thì anh em đừng bao giờ có một cái sự sân si bất kỳ nào cả, đấy là một cái thói xấu và nó lây nhiễm rất là mạnh luôn anh em ạ. À, đây đây là anh chia sẻ bằng cái tâm của anh nhá, chứ còn anh không muốn đả kích bất kể một ai cả, việc ai người làm. Chuẩn luôn Vân Rất rất nhiều anh em mà làm tài chính giàu lên rất nhanh, cho nên là giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, mà thông minh thì phải làm mày tìm cách tiêu nó tìm cách nó ly biệt anh em phải không đấy, thông minh quá nó tìm cách nó ly biệt luôn.